Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Từ tháng 6, doanh nghiệp muốn đầu tư dự án nhà ở xã hội phải tham gia đấu thầu. Căn hộ khách sạn giao bán cắt lỗ hàng tỷ đồng vẫn mỏi mắt tìm khách. Chi trả bồi thường vành đai 3 tăng cao mỗi ngày. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư 03 2023 TT BXG sửa đổi bổ sung điều 3 thông tư số 09 2021 hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định số 100-2015-NDCP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2023. Theo đó, thông tư 03 sửa đổi bổ sung điểm D khoản 1 điều 3 về nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu, phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 2, 3, 5 và 6, điều 11, Nghị định số 2 năm 2020 NDCP của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và các điều kiện sau. Không sử dụng nguồn vốn quy định tại khoản 1, điều 53, luật nhà ở để đầu tư xây dựng công trình không thuộc các trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 điều 57 luật nhà ở. Đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, có quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt thì phải thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch phân khu, đối với khu vực có yêu cầu phải lập quy hoạch phân khu hoặc đã được phê duyệt quy hoạch chung đối với khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu đồng thời khu đất dự kiến thực hiện dự án nhà ở phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết căn cứ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng điều kiện hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội của khu vực để quy định các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch và các yêu cầu liên quan về kết nối hạ tầng xã hội hạ tầng kỹ thuật Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 tới đây, Nghị định 102023 NDCP bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ cho công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú, du lịch. Theo đó, các sản phẩm căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn, condotel, văn phòng lưu trú, office tell, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng và những công trình khác phục vụ lưu trú, du lịch trên đất thương mại, dịch vụ, nếu đủ điều kiện sẽ được cấp sổ đỏ Thế nhưng gần đây các căn hộ condotel lại được giao bán rất nhiều trên thị trường với mức giá cắt lỗ phổ biến vài trăm triệu đồng mỗi căn. Thậm chí có những căn giao bán cắt lỗ sâu đến 50%, khoảng 2 tỷ đồng so với giá hợp đồng lúc ký với chủ đầu tư. Trên một số trang giao bán bất động sản, nhiều căn condotel ở Hạ Long Quảng Ninh giao bán cắt lỗ đến 50%. Các chuyên gia môi giới cho hay những căn cắt lỗ chỉ vài trăm triệu đồng, thậm chí cắt lỗ sâu đến 50% cũng vẫn khó bán, thỉnh thoảng mới có giao dịch có căn từ 4 tỷ cắt lỗ chỉ còn 2 tỷ đồng, khách cũng chưa mua. Ngoài ra do lợi nhuận cam kết chủ đầu tư chưa trả hết cho chủ nhà, căn hộ cũng chưa có sổ đỏ nên khiến người mua rất băn khoăn. Đánh giá chung về thị trường bất động sản du lịch, các chuyên gia phân tích cho rằng từ nay đến cuối năm sẽ có khởi sắc tích cực hơn khi có nghị định 10. Các căn hộ Codotel sẽ được cấp sổ đỏ, từ đó nhà đầu tư yên tâm, việc mua bán dễ dàng tạo thành khoản nhất định. Dù vậy, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tích cực hơn sẽ còn tùy vào từng khu vực, từng sản phẩm, chứ không phải toàn thị trường. Thưa quý vị, ông Võ Trung Trực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện nay các địa phương đang nỗ lực chi trả tiền bồi thường cho người dân có dự án Vành Đai 3 đi qua. Cụ thể, dự án Vành Đai 3 đã chi trả 1.749 tỷ đồng cho 401 trường hợp, đạt hơn 46% diện tích mặt bằng.

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết diện tích bàn giao mặt bằng đã bao gồm diện tích đất do nhà nước trực tiếp quản lý mà có thể bàn giao ngay cho chủ đầu tư thi công. Cụ thể diện tích đất do nhà nước trực tiếp quản lý tại thành phố Thủ Đức là 14,887 ha, Củ Chi là 10,5 ha, Hóc Môn là 12,5 ha và Bình Chánh là 6,1 ha. Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết đến ngày 12 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh đã chi trả bồi thường vành đai 3 đạt 1.639,104 tỷ đồng. Ước tính số tiền giải ngân đợt 1 là 11.779,34 tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin bất động sản ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.